stuk man. Tay. Ngon hết. Đỉnh đấy. Ngon hết. Ngấm á. Ngấm ngon. Ngon dã man luôn. Ngọt. Được. Lựa chọn nấm hợp lý. Vừa ngon đó. Béo ngon. Bùi. Nấm đùi voi. Đây. Mà thế. Ngon. Tuyệt đỉnh luôn đấy. Ngọt thế. Ngon nhỉ. Càng nhai cũng càng ngọt. Vừa giòn vừa ngọt. Ủa thơm ấy. Vừng ngon ấy. Hòa quyện rồi. Ngon. Rất là ngon. Mát. Ngọt. Gia vị thơm. Ngon này. Cắn vừa vừa nhai xuống.
gia vị ngon nhỉ. Lắm. Ăn cảm giác nó sướng gì đâu. Vừa giòn vừa ngọt. Wow. Có vừng ăn rồi ăn vừa mút tay ngon. Nắm. À. Nấm đùi gà đúng đỉnh cao. Vua của này nấm. Một khen nấm mà lại có bốc nồng. Đỉnh cao luôn. Cảm thấy vua của này lắm nhỉ. Ngọt. Ngon, nó mềm. Kèm luôn nè. Mm.
Sướng quá. Nắm đùi voi. Chấm thử. Không ngon bằng tương đúng không? Nước ấy ngon một kiểu. Hay không? Hay rồi. Miếng này to á, nuốt được. Ngon, thành công.